lô ai lô lô. Nếu bà con có bán với anh chị với nhà ta lại kênh tí xì tin dừa và xì tin đen lại là tí xì tin sữa. Với video uống tà sữa, hôm nay chúng ta sẽ đi uống tà sữa. Ôi, hôm nay có mì cay nữa cả. Đây đây. Đây, có hàng quán tà sữa kế bên. Bỏ ra chung ít đá, ít đá thôi. Đơn giản, chỉ thích há hô mà chọn, dạ. Há hô mà lựa, món nào cũng ngon. Không, hệ thống trà sữa Oha, xin chân thành cảm ơn quý khách. Trà sữa Oha sản phẩm thương hiệu của chúng tôi, kính chúc quý khách gặp nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Trà sữa Hoa Môn, trà sữa Duy Lý, trà sữa Oha nướng, trà đào trang trà, trà đào mật ong, sữa đá trên đảo. Sữa tươi, chúng tôi được đón. Gót tim. Đây tà sữa Mít Thi đã bớt đông và không biết nữa. Ngày kia bữa nay ngày cuối rồi còn không biết là ngày mai á. Nhưng mà đây cho mọi người. Đi đi. Đó nhưng đó. Nếu mà theo tà sữa ngay cổng chào Long An nha, cổng chào con vô, con vô vô không ai sẽ lên đây cũng thi là đây cũng có nhiều luôn. Bên đây ngày cuối bán đông nhưng mà thật sự nó hỏi uống gì ngon mà uống cũng ngon mà thơm và béo nhưng mà nếu so với trà sữa Thi nhưng mà không biết trụ được không. Qua ngày hôm sau thì biết nhưng mà theo mình uống mình nhận xét được rồi thì khẩu vị của mình là ngon hơn trà sữa Thi, thơm và béo hơn, béo ngon hơn, thơm hơn và béo hơn. Về nè giờ mình về uống nè, về mình thử nè vậy chưa rồi về ghé đổi bằng bún đi cho tin đi trà sữa. Đây ngày có phiếu tích điểm nữa, bữa mua có cho xì tin đen là một ly tà dâu, mình là một ly tà sữa thì không có phiếu tích điểm, giờ được tích nè. Trời, bữa hổm mua gì mà không được tích điểm, không quên được nè. Có phải hay là mua một ly mới được tích, còn mua hai ly là được tặng thôi à đúng rồi, chắc vậy quá. Đi đây rồi chồng uống làm gì chứ. Đây địa chỉ. Ủa sao địa chỉ này là bên ấy mà Tân Tạo mà. Đây là chi nhánh mới sao nè. Này là ở bên cổng chào Cần Giuộc Tân Kim. Làm gì ghê tên. Làm gì mà dạ. Ghê chứ. Đó, đưa cái thẻ cho cha còn nước. Về cái là lẫm liền à. Đi uống đi, không ai dành đâu. Sớm còn đi vô kiếm nữa mà. Lại đi vô kiếm đó. Nãy đi vô kiếm ai ngờ người ta đem ra. Không miếng mới lấy nho được. Mới lấy dâu được. Dâu. Sao tên uống sao? Được không? Tà này cũng được phải không? Dành lê cái ngỡ. Dành với con tim nữa. Dòm nữa đó. Được không? Coi miệng ảnh này. Ngon không? Tên chỉ uống được dâu này thôi. Dâu này đâu gì? Dâu gì tên?
còn tin không uống vô lá. Tin không uống xong, tin không thích vô tay, tin thích vô tầm. Này bữa hổm cha mua phải không? Giống hổm không? Giống hổm cha mua không? Giống. Chuyện ghê chứ. Nhai. Rồi ăn cách ngon lành luôn ta. Khoái này. Dâu kia không mua, không chịu ăn. Ừ, không mua vô kia bỏ tan luôn, ăn có xíu. Ê, ê, coi chừng đỏ á. Múc tự xử luôn. Rồi nè. Chị làm gì vậy? Chị vậy? Làm giữ tên. Giữ thiệt. Là có tin ăn uống. Ừ, đã tin ăn uống hả? Gặp anh được không? Được. Được không đó, coi chừng đổ á. Không. Ừ. Thấy chưa, gấp không được, thấy chưa? Ừ, đá đá mà. Nước. Ừ, rồi. Nước ta hút ta rồi. Đây cho gặp ta nha. Ừ, đó. Ôi hút ghê không. Đó, bây giờ thấy dầu nó cho gấp lên cho thẳng cho tên á. Rồi lấy đi. Ăn đi. Rồi. Ừ. Nho này sao thấy khoái vậy ta? Nè, đó. Thì gấp sẵn rồi đó. Không biết nước rồi. Ăn đi vậy. Ăn ấy hẹp luôn á. Ăn uống hơi hẹp luôn á. Trời ơi kìa. Trời ơi. Vô nó rửa tay không kịp luôn tên á. Chị tên đang rửa tay không kịp luôn. Mà ăn khi hết rồi dính miệng kìa. Nhiễu nhão kìa. Tàu miếp miếp. Chút chút. Ghê thiệt chứ. Ơi kìa. Trời ơi kìa. Hỏi miệng kìa. Hỏi miệng dính kìa. Ừ. Tôi đang đi. Mời tôi có tôi đúng cho mày nó liền. Chết chứ kìa. Mới nói. Mới nói xong kìa. Mới nói xong kìa. Hẹp dâu dữ. Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Ly này có nhiêu đó mà. Nhỏ quá cho nó măng. Còn nó không? Mày hút nước đã đi. Hút nước rồi. Ủa nó cho cái gì nè. Hết trái rồi. Hút nước đi. Hút nước đi. Hút bớt đi. Hả? Hút bớt đi. Hút bớt đi. Kêu hút hết thôi mà làm gì gắn hút nữa, gắn hút con nhỏ nữa. Con mẹ, con mẹ lấy cái lên cho con lấy cái
dành ăn với nhỏ. Kê 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 có cái kìa. Có cái cái. Cái nè. Kêu hút bớt thôi rồi. Hút hết từng nhỏ. Rồi con. Con cá. Con. Điện điện quá. Con. Con đi đâu vậy? Vào á. Hả dạ? Dạ. Con má, con ra kìa, đi. Vô con. Ok, thì Tiên An đã qua ông rồi bỏ chạy luôn cái ly. Đi cha mẹ Vinh ăn quá. Mọi người phía đục sao. Ai ở gần cổng chào này là Tân Kim thì ghé đó. Uống trải nghiệm thử thấy mình thấy uống ok. Nhớ like, đăng ký, subscribe ủng hộ. Chuyến xe Tiên vừa và Tiên An đã bỏ đi. Bye. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chứ xin đen dược. Và xin tiền đen, bye bye nha.